quý vị, mới đây áp phích buổi phát sóng trực tiếp của Đêm Weibo đã xuất hiện. Chân dung nhóm nghệ sĩ hàng đầu Đêm Weibo bao gồm Tiêu Chiến, Đặng Siêu, Lý Vũ Xuân, Hồ Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Duy Duy, Lý Hiện, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Dương Tử, Châu Thâm. Hình ảnh của Tiêu Chiến đã có trên biểu ngữ chính. Như vậy, thông tin về việc Tiêu Chiến sẽ xuất hiện tại Đêm Weibo đã được xác nhận, áp phích chính thức sẽ được thông báo sau đó. Sự kiến sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Mercedes-Benz, Thượng Hải, lúc 2 giờ 30 phút chiều theo giờ Trung, ngày 25 tháng 3. Tính đến 6 giờ chiều ngày 21 tháng 3, người hâm mộ của Tiêu Chiến đã có tổng cộng 72 vé vào cửa Đêm Weibo, bao gồm vé trúng thưởng từ mini game của các nền tảng và vé được phát miễn phí từ ban tổ chức Đêm Weibo. Đây quả là thành tích đáng nể từ người hâm mộ Tiêu Chiến. Một số nguồn tin dự đoán rằng áp phích của Tiêu Chiến sẽ được thông báo gần sát ngày diễn ra sự kiện. Ngoài ra, một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Tiêu Chiến sẽ có một tiết mục biểu diễn trong Đêm Weibo năm nay. Dự kiến, anh ấy sẽ thể hiện một ca khúc trên sân khấu. Điều này thật tuyệt vời. Thông tin về việc Tiêu Chiến sẽ tham gia sự kiện này khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Họ đã giành được gần 100 vé vào cửa, quá xuất sắc. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Điều này đã chứng tỏ Tiêu Chiến có một fandom đông đảo và đoàn kết. Đêm Weibo khiến toàn bộ cư dân mạng trở nên náo nhiệt. Phe vé đang giao bán vị trí bảo vệ cho Đêm Weibo. Yêu cầu cho vị trí này là ứng viên cao 1m6 trở lên và không nhuộm tóc. Xung quanh Đêm Weibo lần này có rất nhiều tìm kiếm nóng. Vì đây là sự kiện lớn và quy tụ nhiều ngôi sao trong giới giải trí tham dự. Tiêu Chiến đã liên tục có mặt tại sự kiện này. Anh nhận được danh hiệu vua Weibo vào năm 2019, 2020, 2021. Đêm Weibo 2022, liệu anh ấy có nhận được danh hiệu vua Weibo không? Điều này đối với Tiêu Chiến không phải là vấn đề nghiêm trọng. Anh ấy đã nhận được danh hiệu này trong 3 năm liên tiếp. Vì vậy, danh hiệu vua Weibo có được trao cho anh tiếp hay không cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Thực tế, tuần lễ thời trang Milan đã chứng minh độ phổ biến của anh ấy. Nếu Tiêu Chiến hát tại sân khấu của Đêm Weibo, anh ấy chắc chắn sẽ tạo ra những tìm kiếm nóng bỏng hàng đầu trên trang chủ Weibo. Mới đây, siêu thoại của Tiêu Chiến đã phá vỡ mốc 100 triệu bài đăng. Anh ấy cũng là nghệ sĩ đầu tiên đạt 500 triệu điểm Super Topic. Người đầu tiên đạt Kim Cương 3 kể từ lần đầu xếp hạng. Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên mà siêu thoại nổ là màu đỏ. 5 ngày qua, cả Cố Ngụy và Ngụy Vô Tiện, hai nhân vật của Tiêu Chiến, đều xuất hiện trên chỉ số phổ biến của nhân vật phim truyền hình VK. Những thành tích này đủ cho thấy độ phổ biến của anh ấy trên mạng xã hội. Tiêu Chiến đã thực sự nổi tiếng trong lòng người hâm mộ. Dù không tham gia quá nhiều sự kiện, nhưng độ nổi tiếng của anh ấy chưa bao giờ giảm sút. Mỗi lần Tiêu Chiến xuất hiện, sự phổ biến của anh ấy sẽ đánh bại các ngôi sao khác. Cụm từ khóa đám mây của Tiêu Chiến luôn lớn nhất tại mỗi một sự kiện mà anh ấy tham gia. Blogger cho biết Tiêu Chiến sẽ hát tại Đêm Weibo. Nếu đây là sự thật, thì có thể anh ấy sẽ hát nhạc phim, một trong số các bộ phim chuẩn bị phát hành của anh ấy. Tôi nghe nói rằng sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên cả YouTube, nhưng bạn sẽ phải trả tiền để xem nó. Tuy nhiên, tin tức vẫn chưa được xác nhận chính thức. Quá nhiều tin đồn xung quanh sự kiện Đêm Weibo. Vì vậy, người hâm mộ chỉ cần bình tĩnh và chờ thông báo chính thức từ Tiêu Chiến và ban tổ chức sự kiện. Bạn có muốn lắng nghe giọng ca của Tiêu Chiến trong sự kiện này không? Hãy cùng chờ đợi những tin tức mới nhất về Đêm Weibo tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.